Và hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình là Nấm đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về vấn đề BBC nhá. Cá nhân mình khi BBC mình sẽ chia ra 4 phân khúc, đó chính là giá rẻ này, tầm trung này, cận cao cấp và cao cấp. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề tầm trung thôi, còn giá rẻ thì để video sau, còn cận cao cấp và cao cấp thì hơi khó, tại vì mượn bộ PC đấy cũng khó lắm, tại vì nó đắt. Để build một bộ PC tầm trung sẽ rơi vào khoảng độ từ 13 đến 17 triệu, đó chính là đối với mình đó chính là tầm trung. Thì trong phân khúc tầm trung này chúng ta sẽ phân vân thêm đó chính là sử dụng chip gì cho khỏe này, Ryzen hay Intel này, sử dụng cảm màn hình gì này, 1050 hay là 1060 đó, dễ rất là đau đầu. Và trong khi mà mình đang tìm hiểu ý kiến các bạn thì vô tình thôi, chạy qua bên Alphard thì mình có lượm được bộ cây này. Bộ cây này có giá là 14 triệu và nó chạy 1060 3GB. Wow, ngạc nhiên chưa? Và đó là lý do mình bách ngay bộ cây này về để giới thiệu cho anh em. Và hôm nay chúng ta cùng xem là ai là người tài trợ video này nhé. Video này được tài trợ bởi Alphard PC. Thì cảm ơn anh em bên Alphard đã cho mình mượn bộ PC này về để giới thiệu mọi người. Các bạn nếu mà muốn build PC này hoặc là mua linh kiện máy tính, mua gaming gear thì có thể chạy ngay qua bên Alphard nhé. Họ sẽ tư vấn rất nhiệt tình. Đọc bát bạn anh Lâm để không được giảm giá. Hợp lý chứ? Bắt đầu video nhé. Thì bên trong bộ desktop này có những gì? Các bạn sẽ có là con chip Ryzen 3 2200G này, main nó sử dụng là main A320MK, cam màn hình 1060 3GB, RAM 8GB GSQ DDR4 bus 2800. Gắt không? Gắt. Và bộ nguồn em nó sử dụng đó chính là Tora 420W đi cùng với cả một chiếc SSD 128GB. Còn những cái thứ lét lủng với cả những cái quạt này ấy, đó chính là do mình hai ngón đây đấy. Mắc được, đừng nói cho bên Alphard biết nhé. Thì nếu như các bạn mua hẳn bộ cây này sẽ có giá là 13.990.000. Còn led lõm thì các bạn phải mua thêm. Cho nên mình trộn vào thôi mà. Thì bộ cây này có gì đặc biệt mà khiến mình phải lôi nó về? Thì sau khi mình tìm hiểu ấy, thì trong tầm giá từ 13 đến 15 triệu thì các bạn sẽ có những cái combo khá là dị, như kiểu chip Pentium đi với cả 1060 3GB này, i3 đi với cả 1050T này. Chứ hiếm khi mà mình thấy một chiếc Ryzen 3 đi với cả chiếc card 1060 3GB như vậy. Thế là mình đã cực kỳ tò mò và lôi em nó về. Giới thiệu về cây cuộn xong rồi thì chúng ta đến phần test nhá. Thì bài test mình dùng đơn giản thôi, mình đã test qua phần mềm FireSquire với cả là BCMark. Thì số điểm đem ra gọi là khá ấn tượng, hơn 9.000 điểm cho FireSquire và BCMark, một con số vô cùng là ấn tượng. Thì sau khi test những phần mềm như vậy xong thì mình đã đi thẳng đến phần game. Thì mình đã test qua 3 tựa game, đó chính là Overwatch này, BBG cùng với cả CSGO. Thì với CSGO thì các bạn sẽ dễ dàng đạt được từ 120fps đến 150fps, cảm giác chơi vô cùng là mượt mà. Chuyển qua Overwatch thì sau khi set mọi thứ về high, về ultra, về tất cả mọi thứ mình có thể kéo lên tốt nhất rồi, thì các bạn có thể chơi game từ 89 đến hơn 100fps là một chuyện vô cùng là bình thường. Còn chuyển ra BBG thì sao? Sau khi mình set cấu hình về toàn bộ high thì có vẻ như là bộ cây này không thể kéo nổi. Nó có thể kéo FPS lên được 89fps nhưng mà nó có thể tụt xuống còn 43. Thành ra là nếu như các bạn muốn trải nghiệm game BBG một cách tốt nhất thì hãy nên để mọi thứ về medium nhá. Bởi lẽ thì với 14 triệu cái bộ PC này có thể giúp bạn chơi được toàn bộ những tựa game thú vị thời điểm hiện tại luôn, nhưng mà các bạn cần có một setting phù hợp để sao cho có thể tối ưu tốt nhất cho bộ PC này nhá. Và đó là mình vừa giới thiệu cho các bạn một chiếc PC trị giá 14 triệu, có sử dụng card 1060 3GB và có hiệu năng chơi game cực kỳ ổn trong tầm giá. Bởi lẽ khi bạn là một học sinh sinh viên mà túi tiền nó không được xông xênh cho lắm ấy, thì việc bỏ ra 14 triệu để mà build một bộ PC như vậy về thi thoảng chơi game này, chủ yếu lướt web hay là đọc báo, thì cái bộ PC này sẽ cực kỳ phù hợp cho anh em. Bởi lẽ thì anh em sẽ không bị phí tiền để mà mua bộ PC quá là khủng mà chỉ chơi được có một tí. Vậy thì anh em nghĩ sao về cái bộ PC này? Nó đã build đủ tốt chưa? Hay anh em có thể tối ưu những cái phần cứng như kiểu là đổi chip khác này, đổi RAM khác cho nó trở nên xịn sò hơn? Thì hãy cho mình biết ở phần comment phía dưới nhé. Còn nếu như bạn nào quan tâm đến bộ PC này thì đây là một bộ PC build sẵn đến từ Alphard. Thế là tất cả những gì bạn cần làm đó chính là rút ra 14 triệu đến đập thẳng vào mặt ông chủ quán bảo ông tôi cần bộ PC này, thì các bạn sẽ được nhận ngay bộ PC này về thôi. Hợp lý không? Và đó là hết video rồi. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy ấn cho mình một like, còn cảm thấy không hay thì nhưng mà lúc đi live vẫn ấn được đấy.